Xin chào các bạn đã đến với kênh Nông Dân Làm Giàu. Công nhận là người Việt Nam mình rất là sáng tạo trong việc phát triển những cái mô hình. Và ngày hôm nay thì mình nói đến là cái mô hình nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái. Cái mô hình mà ở bên trại của mình nói rất là nhiều và mình chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm. Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái mô hình trang trại mình mới làm cho một anh khách ở dưới miền Tây nha mọi người. Đây là mô hình nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái. Nhưng mà có một điểm thú vị. Ở dưới miền Tây ấy, thì cái mô hình nuôi chim bồ câu, ví dụ là người ta làm ở trên ao hoặc là trên những cái kênh rạch ấy, thì cũng có rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây có thể nói là lần đầu tiên luôn là làm. Nhưng mà ở dưới là mình để những cái thùng mà trước kia cái anh này anh nuôi lươn nhưng mà không hiệu quả, nhưng mà bây giờ là anh nuôi cá trê rồi cá tai tượng ở bên dưới, và bên trên thì nuôi chim bồ câu. Cái này có thể nói là độc nhất vô nhị luôn mọi người nhé. Nếu mà mọi người biết ở đâu có cái mô hình tương tự hoặc là hay hơn thì cứ bình luận ở bên dưới rồi mình cùng trao đổi với mọi người và mình cùng học hỏi lẫn nhau. Và cái mô hình nuôi chim bồ câu như thế này á, thì mình giới thiệu cho mọi người là chia sẻ cho mọi người là những cái đặc điểm được. Thứ nhất á, là phân chim bồ câu là khi mà nó đi vệ sinh thì nó sẽ đi xuống dưới nước. Nhưng mà người nhìn mọi người cũng sẽ tưởng tượng được cái việc đấy. Thì ở dưới á, thì mình nuôi cá nhá. Nhưng mà cái nước ở bên trong không phải là nước tù, nước đọng đâu mọi người. Mà mình sẽ có một cái hệ thống mình bơm nước ra vào thường xuyên nha. Chứ không phải là nước mình để đấy thì chắc chắn đấy mọi người luôn là không còn gì sống nổi đâu. Thì nuôi cá như vậy á, thì thứ nhất á, là nó vừa có cái nguồn thức ăn, nó xử lý cái chất thải của con chim bồ câu luôn. Lúc đầu á, thì các anh chủ nhà anh tính nuôi gọi là nuôi chuồn quế. Nhưng mà nuôi chuồn quế thì nói chung là cái đầu ra thì chắc chắn là làm sao mà bằng được được cá. Thì cuối cùng anh ấy quyết định là nuôi cá ở dưới, và cái hệ thống xử lý nước này của anh cũng rất là bài bản. Và bên trên nuôi chim bồ câu, và đây là toàn bộ là chim bồ câu sinh sản. Thì ở trại của mình khi mà bắt đi thì nó đã sinh sản ở trại mình rồi, thì thành ra là tới nhà khách thì nó sẽ sinh sản thôi. Cái đây là gần gần 150 cặp nha mọi người nhé. Và anh ấy bắt là đa số là chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái, có một ít cặp bồ câu gà Mỹ và một ít cặp bồ câu thổi kèn. Thì có một vài cặp Tiger nữa, chim Tiger. Thì cái mô hình nuôi chim bồ câu á, thì bên mình là sẽ bao tiêu sản phẩm cho người nuôi luôn nha mọi người. Và chim bồ câu Titan này thì một năm với cách nuôi ở trại mình nhá, thì một năm nó đẻ được khoảng được 25 đến 30 lứa. Nó gấp đôi so với cách mình nuôi bình thường. Thì ở trại của mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm để cho bà con nuôi làm sao nó đạt được cái hiệu quả đó. Thì mọi người nhìn mọi người cũng có thấy là cái sự bài bản của cái trại bồ câu này rồi. Có thể nói là trại bồ câu độc đáo nhất á, mà mọi người xem trên kênh của mình hoặc là mọi người đi tham khảo ở đâu đấy. Thì cái này thì đầu tư của nó cũng khá là nhiều, nhưng mà những cái bồn nước này thì anh ấy tận dụng lại từ cái việc nuôi lươn không bùn nó không hiệu quả. Đây mọi người thấy không, chim bồ câu nó về nhà khách là đẻ liền đây đấy. Thì cái công năng của cái tổng trang trại của anh thì chắc phải lên tới cả ngàn cặp cơ, nhưng mà trước tiên thì anh bắt cái số lượng này để anh nuôi để nó quen tay đã. Đây đó, mọi người thấy đẹp không? Chim bồ câu này là chim bồ câu giống nha. Này là cái độ tuổi của nó là dưới 1 năm tuổi nha mọi người. Và đang sinh sản rất là tốt. Đấy, nguồn nước ở dưới nó được một cái hay á, là có nghĩa là nước nó sẽ tới định kỳ thì nước nó sẽ được phun ra. Và nó sẽ thay thế những cái nó hút những cái nguồn nước cũ ở dưới. Thì thành ra là nó có nước ra nước vào á. Thì là nuôi chim nó sẽ được cái là nó mát vào cái mùa khô. Mùa khô thì mình không sợ nắng. Còn mùa mưa thì mình cũng không lo, mọi người biết tại sao? Tại vì cái chuồng trại của anh rất là làm rất là bài bản và kiên cố. Thì thành ra là những cái hướng mà thứ nhất là hướng gió này,
cái hướng mưa tạt này thì mình đã trừ nó đi rồi. Đấy, lồng này này làm rất là bài bản, và anh em tới bấm lồng cho khách ấy, thì đương nhiên là từ trước đến giờ chạy mình đi bấm lồng, cái này là cái công bấm lồng là không bao giờ mình tính đâu, nhưng mà cái ca bấm lồng này cũng rất là mệt, tại vì bấm nó ngồi gác lên cái những cái thùng nhựa mọi người thấy ấy, thì nó cũng khá là vất vả. Và bên mình làm chuồng trại các thứ rất là cẩn thận và tư vấn cho khách làm sao để mọi người nuôi con chim bồ câu ấy, nó được tốt nhất. Thì cái con chim bồ câu này, cái vòng đời của nó thì khoảng 10 đến 12 năm nha mọi người. Và ở dưới miền Tây á, thì mọi người nếu mà muốn tham khảo cái mô hình này thì cứ liên hệ với kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Ở đây là trước đó là mình chuẩn bị này, để cho mình chiếu thêm clip là những cặp chim này là để dành cho khách đây này. Và trước khi đi ấy, thì mình sẽ đóng vào những cái này. Cái hình ảnh trước đó thì là cái hình ảnh khi mà mình làm trại xong. Còn đây là mình muốn cho mọi người xem thêm về những cặp chim ở trại mình khi mình đóng vào lồng ra cho khách thì nó sẽ như thế nào. Thì đây, chim bồ câu này là toàn bộ là mình đã đánh dấu cặp nhá. Đánh dấu cặp, cái lợi ích của việc đánh dấu cặp thì rất là hiệu quả. Như mọi người thấy không, đánh dấu ở đầu, ở mỏ này, thì khi mà về nhà khách thì mình bắt đúng những cặp đó ra thì nó là cặp tình nhân rồi mà. Thì khi về nhà khách thì thứ nhất là không có đánh nhau, nó không bị nhầm lẫn, và nó về nó sinh sản liền. Thì đó là một cái thuận lợi mình nghĩ là ở Việt Nam mình thì mình thấy là trại mình rất là kỹ trong việc làm này. Còn những mình từng tham khảo một số người mua chim á, thì mà mua của một số những cái địa chỉ làm sao mà về nhà chống mái không biết, cặp kia đánh nhau tứ lung tung, thì thế là như vậy là rất là mệt mỏi nha mọi người. Còn chim thì ở bên mình thì được cái là mình rất là kỹ. Chim thì khi mà mình giao cho khách bồ câu Titan thì mình tư vấn kỹ lắm. Thứ nhất là khi nào phải sổ run đối với cái dòng này, thì hầu như tất cả cái dòng bồ câu thì cũng 6 tháng sổ run một lần thôi, cũng giống như tất cả các loại gia cầm mình nuôi. Nhưng mà khi mà mình sổ run thì mình phải sổ như thế nào cho đúng. Ai mọi người thấy bài bản, thấy đẹp không? Còn chim bồ câu này á, thì nhiều người cũng hỏi mình á, cái giống Titan này nó đẻ năng suất như thế nào. Thì mình chia sẻ rất nhiều mọi người rồi, đây là cái dòng bồ câu siêu đẻ và siêu lợi nhuận hiện nay ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái chặng đường làm lồng này. Đây là công đoạn anh em lắp ráp những cái lồng lại với nhau nhá. Và về cái lồng làm chim bồ câu này này mọi người này, thì cái này là ở trại mình sản xuất luôn nha. Thì hầu như là mình tham khảo rất là nhiều những cái lồng mình mua ở chợ luôn này, mình ra chợ mình mua hẳn một cái lồng về mình xem luôn. Thì cái thép của nó hầu như là mỏng một nửa so với cái thép ở trại mình đang dập cho khách. Thì thành ra là cái chất lượng khi mà mọi người lắp ghép xong á, nó rất là yếu. Và cái lồng của bên mình này á, thì nó đương nhiên là nó dày gấp đôi mà. Thì thành ra là khi mà mình ghép lên, mình có thể ngồi, mình có thể đứng ở trên cái lồng được luôn, và rất là chắc chắn. Và cái thép bên mình á, thì mọi người xài mười mấy hai chục năm vẫn xài tốt luôn. Xài tới khi nào mà mọi người chán, mọi người tận dụng, mọi người nuôi những cái con khác, nuôi thỏ, nuôi thiếp, mọi người vẫn nuôi được luôn. Thì cái lồng bên mình cũng khi mà mình thiết kế ra cái lồng này, những cái ô á, mình cũng thiết kế rất là bài bản, để làm sao khi cái con bồ câu á, nó về nhà khách, mình không phải cắt bớt những cái nan, hoặc là mình không phải chỉnh sửa bất cứ một cái gì. Thì là anh em bấm lồng cứ thế bấm vào thôi và lắp ghép lại, thì nó sẽ ra một cái lồng hoàn chỉnh để cho một cặp bồ câu sinh sống ở bên trong đó. Thì một bộ lồng ở bên mình tính nhá, thì sẽ là bao gồm đầy đủ phụ kiện nuôi cho một cặp. Đó là một lồng nó sẽ là máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động. Đấy, bao chọn một cái lồng. Và anh em đi bấm lồng này là anh em bấm cho khách đấy nhá. Mình bấm cho khách, không bao giờ mình tính tiền cái công này đâu. Thì thành ra là ở trại mình thì luôn đặt
cái trọng tâm, có nghĩa là làm sao cẩn thận nhất để mà người nuôi chim bồ câu đạt lợi nhuận cao nhất, thì mình cảm thấy rất là vui. Thì mọi người mà muốn tham khảo về mô hình nuôi chim bồ câu thì cứ bình luận ở bên dưới hoặc là trao đổi qua mình qua số điện thoại mình để trên kênh luôn nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình.